Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đã được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về một công trình nhà 2 tầng mái bằng mang phong cách thiết kế hiện đại đã được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư chính là chị Nguyên, có địa chỉ tại Bạc Liêu. Và ở trên màn hình của quý vị đây chính là thiết kế mà chúng tôi đã hoàn thiện. Và trước khi đến với thiết kế ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị chúng ta đang đón xem kênh YouTube của chúng tôi thì hy vọng là có thể nhấn like này, đăng ký kênh để ủng hộ Kaito nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, đối với ngôi nhà của chị Nguyên hay là giống như những ngôi nhà khác, chúng tôi đều luôn luôn có một đội ngũ về trực tiếp tại nhà của chị để qua đó tìm hiểu nhu cầu, mong muốn, sở thích và đặc biệt là mức chi phí mà chị mong muốn dành ra. Thì chúng tôi đã lấy như sau này. Đối với ngôi nhà của chị thì chúng ta sẽ có là hai màu sắc chính, một là màu trắng và thứ hai là màu sơn giả gỗ để chúng ta thiết kế vào. Thì khi mà chúng ta nhìn từ ngay cái hình ảnh đầu tiên, đây chính là một cái mẫu nhà ống quý vị nhé. Đó, một mẫu nhà ống. Vì vậy là chúng tôi sẽ thiết kế như sau. Với cái mái bằng, chúng tôi sẽ phân nó lên tầm 25 phân để nó làm đẹp hơn, nó cao ráo hơn và nó giúp cho ngôi nhà của chúng ta được đồ sộ, đúng không ạ? Tiếp tục là ở phía dưới thì chúng tôi cũng sẽ có thêm một cái lớp nó dày tầm đâu đó 10 phân để chúng ta sẽ làm một lớp thứ hai. Thì đây gọi là lớp mái thăng cấp quý vị nhá, lớp mái thăng cấp. Thì dạo này thì trong phong thủy khi mà chúng tôi xây nhà ấy, chúng tôi đều luôn luôn có thiết kế theo cái tức là phong thủy tốt. Thứ nhất là sẽ mang lại cái sự tươi mới. Cái thứ hai thành công, may mắn thì sẽ đến với các thành viên trong ngôi nhà của chị Nguyên. Tiếp tục là nằm ở bên tay phải thì chúng ta cũng sẽ có một cái hiện tượng nó nối dài từ phía trên cao khu vực tầng 2 đổ xuống tầng 1. Thì đây cũng chính là một cái hình chữ L, nó đảo ngược một chút xíu đúng không ạ? Thì quý vị nhìn cho mình thử nhé. Đó, đây cũng chính là một nét độc đáo mà trong thiết kế của nhà chị Nguyên mà chúng tôi muốn giới thiệu. Đó là ở tầng 2 đúng không? Chúng ta sẽ có một cái khung lớn theo hình chữ L ngược. Đó, nó đổ dài từ hệ mái này liên kết xuống hệ tường xung quanh nằm ở bên tay phải. Còn ở bên tay trái thì chúng ta lại cũng có thêm một cái chữ L ngược đó. Thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng đó là bao quanh từ cái hệ cửa đó, nó đổ xuống nằm ở bên tay trái. Thì quý vị thấy là khi mà chúng ta thiết kế như này đúng không, nó tạo nên một con số số 6 đấy, gọi là một chữ L ngược đó, rất đẹp đúng không ạ? Nó đối lập với nhau và nó có lớn có nhỏ, có lồi có lõm để nó tạo điểm nhấn và thiết kế dành cho ngôi nhà, rất đẹp đúng không ạ? Thì nếu như mà quý vị nào mà chúng ta cũng có một cái mảnh đất mà nó theo dạng ống này ở hai bên mặt tiền công trình mà chúng ta không quá rộng thì quý vị có thể thiết kế giống như Kaito của chúng tôi để tạo điểm nhấn đẹp hơn, sắc nét hơn dành cho ngôi nhà của mình. Và ở phía trên tầng 2 thì được chúng tôi sơn giả gỗ này, chúng tôi cũng sẽ có những cái dạng đèn ống để chúng ta lắp và chiếu sáng cũng như tạo cái sự ấm cúng dành cho ngôi nhà của chị ban đêm. Ở tầng 1 cũng tương tự như thế thôi. Và tầng 2 thì đối với tầng 1, tầng 2 nhé, thì đây chính là một thiết kế thông tầng. Thiết kế thông tầng. Vì vậy nên là ở tầng 2 chúng tôi sẽ xây dựng đó chính là hệ tường kính để chúng ta lấy được ánh sáng tối đa nhất từ trên cao hắt xuống phía dưới tầng 1 phòng khách. Còn ở tầng 1 thì được chúng tôi sử dụng đó là hệ cổ nhôm sinh pha và có kính cường lực. Bên kia thì chúng ta cũng sẽ có một ô cửa sổ. Ngôi nhà của chị Nguyên thì được chúng tôi thiết kế là 2 tầng mái bằng và hệ bậc tam cấp. Tam cấp này thì được chúng tôi sử dụng đó là mặt đen cổ trắng và sử dụng đó chính là loại đá granite, một loại đá rất là bền đẹp đúng không ạ? Còn bên tay phải thì chúng ta cũng sẽ có thêm một bồn hoa đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với những cái góc nhìn từ xa nhé. Đây, đây chính là cái view được nhìn từ xa này đó. Thì quý vị có thể nhìn rõ ràng hơn đó chính là cái hệ mái đúng không? Chúng ta có tới tận là 3 lớp. Nếu như mà có tính thêm cả cái hệ mái từ phía của tầng 1 đổ lên ấy đó thì chúng ta sẽ có tới tận 3 lớp đúng không ạ? Rất đẹp đúng không? Rồi. Và những cái view này thì chúng tôi đều thiết kế và tính toán rất là tỉ mỉ để làm sao mà cái ngôi nhà của chị khi xây dựng lên thì tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy yêu thích và rất là mê ngôi nhà của chị. Và đối với bên trong thì sao ạ? Để xem rằng là liệu cái ngôi nhà này thì diện tích này, công năng nó có phù hợp với quý vị không nhá. Và mặt tiền công trình là 3,6m, chiều sâu công trình là 14,8m thì đâu đó tổng diện tích nó rơi vào tầm là 50m2. Đó. Thì cũng biết rằng là mặt tiền công trình nó không quá là dài và nó không quá rộng đúng không ạ? Chỉ rơi vào tầm là 3,6m mà thôi.
Thì với tổng diện tích là rơi vào tổng là 50m2 thì chúng tôi đã phân bổ cho chị như sau. Tầng 1 thì chúng ta sẽ có một khách này, một bếp, một ngủ đơn và một phòng vệ sinh chung. Diện tích phòng khách là 15,29, phòng bếp là 13,3, phòng ngủ đơn là 11,4 và phòng vệ sinh chung là 3,69. Thì đây cũng chính là cách phân bổ mà chúng tôi đã lựa chọn dành cho ngôi nhà tầng 1 của chị Nguyên. Còn đây chính là thiết kế 3D quý vị nhé. Bắt đầu từ cửa chính đi vào này thì nằm ở bên tay trái công trình chính là bộ bàn ghế. Và chúng tôi cũng tận dụng cái hầm cầu thang để đi lên tầng 2, thiết kế làm tủ cậy tivi, vừa tiết kiệm không gian mà bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ giúp cho ngôi nhà nó rộng rãi hơn, nó thoải mái hơn đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ có một lối hành lang ở chính giữa để di chuyển vào bếp và vào phòng ngủ. Với cái không gian của phòng bếp này thì chúng tôi sẽ lựa chọn một bàn ăn dành cho 6 thành viên này. Cái không gian bếp nấu nướng này là cái không gian mà theo hình chữ L quý vị nhé. Và vị trí đặt bếp nấu nướng đây chính là nơi tọa khung hướng cát trong nhà, để trong quá trình khi mà chị Nguyên nấu nướng thì cũng sẽ gì ạ, đốt cháy đi những điều đen đủi và giữ lại những điều hương thịnh may mắn trong nhà. Rồi tiếp tục là trong phòng ngủ đơn thì chúng ta có giường, có tủ quần áo rất đầy đủ. Phòng vệ sinh thì chúng tôi có bồn rửa này, bồn vệ sinh, bồn rửa mặt đúng không? Còn đối với tầng 2 thì sao ạ? Đối với tầng 2 này thì cái không gian ở phòng khách thì chúng tôi sẽ bỏ và chúng tôi không thiết kế, bởi vì là đây là một ngôi nhà ống thì để lấy được ánh sáng nó hắt xuống dưới thì chúng ta sẽ làm thông tầng của phòng khách. Nó giúp cho ngôi nhà của chúng ta nó cũng sẽ thoáng khí hơn này, mát mẻ hơn đúng không ạ? Rồi tiếp tục là đến với cái không gian còn lại thì phòng thờ ở đây chúng ta sẽ có tổng diện tích rơi vào 6,14m2 này. Phòng sinh hoạt chung là 8,85, phòng ngủ là 13,95 và phòng vệ sinh chung là 3,69. Tức là chúng ta sẽ có một thờ, một sinh hoạt chung, một vệ sinh chung và một phòng ngủ đơn. Và đây là cách 3D mà chúng tôi đã bố trí này. Bắt đầu từ cầu thang đi lên là chúng ta sẽ di chuyển đến ngay với phòng thờ. Và vị trí phòng thờ này chính là nơi tọa cát hướng cát trong nhà quý vị nhé. Một vị trí vừa trang trọng, vừa lịch sự mà vừa linh thiêng. Thì trong quá trình khi mà các thành viên của chúng ta thờ cúng tổ tiên thì cũng sẽ mang lại sự may mắn, thành công và đặc biệt đó chính là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các thành viên trong ngôi nhà của chị Nguyên. Đó, phòng sinh hoạt chung thì chúng tôi đã có thiết kế là một cái sofa ngang đó để chúng ta đặt đây. Còn trong phòng ngủ thì chúng ta đầy đủ thôi, có giường, có tủ quần áo đúng không ạ? Phòng vệ sinh thì tương tự như tầng 1. Thì đây cũng chính là một thiết kế mà chúng tôi đã mang tới dành cho chị Nguyên có địa chỉ tại Bình Liêu quý vị nhá. Một cái mẫu nhà phố theo dạng ống. Và nếu như quý vị chúng ta cũng yêu thích về thiết kế này thì quý vị có thể gọi điện tới số hotline của chúng tôi là qua số 0844 878 666 hoặc qua số 0396 656596 để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi gọi điện và mang tới dành cho quý vị những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.